Sao sức đây ông? Chà, sức đây ông. Chà, sức sức bài chế tê ông. Sức sức bài. Thế mà mơ con mến. Chà, bông. Chà, ăn con chan hay bóng một thay ní cứ mò bị cam thiên đi đàm bỏ rõ. Bóng chăng xua chà bò mà tê ông khắc khắc hà ta ở. Bà sân chìm vươn khôn kê tha. Con mới xong xa rồi hài, xong xa chá bà quạt. Chà, chà. Vẫn tay con xong bài chết đi ca cho mọi người xong xa thầm mày. Ông mình tu xa cho mạch đáy. Giờ tới Slyler nè thầm mày nâng kê chìm được bài nà bông. Bà sân chỉ nè thầm mày nâng kê lõ chừng nè chá. Dương có thể vô đặt thầm mày ấy. Vì sao ấy dương ai tên nói cho mình đã chắc mai sao dương đang phải trở lại một đã chắc. Hay đã chắc thôi vậy đi tha mình bán bắt đầu kê tình dụ hoa dương hay đi tha kê bình chênh ạ. Mình chênh ạ tạ trở lại đi tha ọt lọ đã dương chăng á. Hay dương tha bè đặt thầm mày châu máu. Kê miên chùm nó chắc làm giang là dương trong bàn. Chà, là ngay cái trong đẹp ca cho mùi dương tiết hay dương có xử lại chất. Thực chất cho đại chắc dù đã thay là bàn là cột dương. Chắc bà sân trên nhà chắc nó lọ đài. Vẫn ta kêu dương rong trăm đẹp ca cho mùi dương. Con kết chẳng mạch đài. Ca rong trăm cái miên tan cầm nọt không? Chà. Dương thử mơ thật ca rong trăm cây nắng. Dương ai ở nãy cột bỏ dương nắng ai trăm cây bàn ọt. Chà. Sao ai dương chìm được là miên cửa xá. Dương thử băng nơi cửa xá dương này. Bây giờ kia dân rong chăm dân thử số khu xa dân sân thà. Kia ai dân chăm bật này khu xa ai được tui dân bàn ọt. Bà khu xa dân ai được tui bàn tới dân ở vô đặt thamay. Sao đặt thamay mà chăm bè được khu xa dân chong bàn. Khơi dân mẹ nạ quật lò. Cô đã tâm được sang xa ở toàn xa chứ nó. Ở xa chứ bà. Mà dịp tay bằng xa đài nữa. Chà. Chà à con chân chân xâm rạp ôn kia thà ok. Xâm rạp mẹ thamay cứ quát bom được tui cho bà mình chân lời lò lo chỉ chân. Chà đại quạt trời ca dịp xét khu xa quạt ở bên chặt đài mà chắc là nó. Chà ác con chà. Chúng ta ôn mê sản ná lo dịp xét xong ấy để trai nơi bên đi. Cái thà ôn tạm mát tư sản ná vì con nâng ở đó. Ôi speed, speed tên đó nha. Chà ác con. Chà ác con. Chà ác con nạp bên đây dương chụp cho mùi nâng cây sản thiết chế bằng to tiệm đất cho tầy. Chà ác con bà tôi bị ban sản đạp đây mà tệch hàng cài rồi hai bàn khơi thà. Chà bê khá lá, quạt bằng trong vô tê nè thơm mấy vô tê còn là thà. Đã bê để quạt nơi chùm một song xa chà quạt dù khai chân nằm tớ đưa thà bia chủ trình khá tê có miên cổ bố chết đưa chìa. Xà nhìn chân miên vinh bài chù chọt chân tất quạt còn sợ tớ bê khơi nè thơm mấy máu. Kê chè bà ai, kê chè vô chật quạt có sốc chất ca chùm một nè thơm mấy cho song xa chà tớ. Chà chân bằng thà có mới khơi dù bê mơ tớ bộp tớ. Ủa tớ hòn chè môi tiệt, ta dương chìa song xa thơm mấy. Bỏ ra mẹ nó sao chất trao xong xa chắc khót mặt ca cho bố dân chỉ xong xa thầm mày. Ta dân đồng thơm chất tế. Nó ăn nữa. Ôi chất chất dạ. Vậy ta bởi xin chìa. Nếu bởi xin chìa chẳng bố nhâm với nhé. Ý vậy mà đồng thơm mấy. Môn áp thiên bắt môn nâng hiện cái đài cả hai vậy mày nế. Squawk nè rộp chân nà mô tờ ca mà nạp xây. Ta đọc bởi xin chìa dương chẳng bố dân mình được xây. Đại mình được phô mà nế. Tớ bởi xin dương công tác cứ quát trong ở đôi ta trong. Riêng trong chỉ vật chỉ mùi dương trong đôi ta bắt đầu cái hai thân bên trong cái cứ ca vô tầm một anh cứ quạt bắt đầu đầm lại ở dưới cứ quạt trong riêng ca chỉ mùi dương luôn nơi chỉ mùi khi nơi chỉ cua nè cột cứ thang sờ bài chết trà bài chân từ xa thật hai dương mẹ sờ bài chết đời xa kê trao nè cha mà vô dương ấy sờ bài chết đời xa ta kê cứ đôi ta kê trong riêng trong lấy chỉ vật chỉ mùi dương kê trong thôi chỉ mệt mà đổi chỉ nam mùi dương. Chà hai vị cam thì có mình phải đăng nơi mà chào và thăm cam vị thí cứ bạc ca. Sau đó lúc này là mình phải nhà chà riêng sắc xa riêng sâu nâng bình mùi thức ngay hóa khẩm láng thờ người ngồi kinh. Nâng phải nhà ca trong trăm xong cũng phải bị xa bạc ca. Bạc ca chưa lúc này không phải là để xa rồi cả bạc bò. Trong ngày sáng thờ vấn xong cũng phải bị xa bạc ca. Bạc ca lời bị phê trẻ với khẩm láng. Vitamin trên trăm spike glow. Glow thua ai spike xó mọt rồi lông nâng khám ếng chương vầy. Chà có xong ạ con đó Vita Vy. Vita Vy cứ chia sẻ rộm lưu tờ lưu tây mốc. Chà chua ơi xó, chà đại dạp bê khlấy, chà anh bị sửa tóc hàng khăn nồng. Chà bánh mắn cái thai đồng thơm chất mong thầy ghế. Chà bè bê chất mắn chất hàng cái chư chất này nó nè. Chất xảy dưỡng đôi khí ní á. Tha xong xa khóc kê mày một ca mùi dương dương sạp chiêng, dương lôi chiêng ngộ. Khi này ăn chắc khi này tôi chất á nè. Như tớ ở nâng hưởng nâng dương bánh chai. Dương xua khăn bỏ rõ nâng mình. Dương dương bánh chai chỉ vật kê chỉ vật dừa chỉ bà lo thoa và đá. Mình nữ dương dương đại lẹp bong sẽ cái đây sốc luôn ái đám bây nẹ đợt tới em nè. Thơm. Chân hai ở khoản tha dương miên ca nè đợt sâu nó cứ nè đợt sâu cầm tay. Phương mất nhìn sai bằng dương. Dương sai gọt này. Dương sai gọt này. Cô ta dương máu karaoke với bàn tay mình. Dương sai gọt nó. Chà. Ta phát triển gắn dương ở đằng của ta. Chỉ kia thế là nát như thế là nâng. Chà. Chỗ khác
គាត់ខាងនោះគាត់មានចំណុចអត់ល្អដែលខាងបរិះមិនពេញចិត្តឬក៏មិនចុះសំឡងនេះគាត់អាចចាប់យកជីវិតរបស់ថ្មីរបស់យើងណាណាតែនិយាយទៅជួនកាលមិនប្រកាសថាយើងរើសយកបរិះម្នាក់ហ្នឹងក៏យើងជោគជ័យជីវិតគូក៏មើលអត់បានរៀងទុកនិយាយចាស់បានរៀងទុកគាត់ចានិយាយទៅគឺអញ្ញាហ៊ុនទៅមិនថាអ្នកខ្លះទេទោះបីសងសាគ្នាស្គាល់គ្នារាប់ឆ្នាំក៏ដោយតែដល់ពេលការជាមួយគ្នាអឺយ៉ាពេលយូអាចបែកគ្នាក៏មានដែរបើអ្នកខ្លះវិញជួនកាលគាត់ទៅតែស្គាល់គ្នាមែនក៏តែគាត់ចាប់ដើមជីវិតគូមែនតែជីវិតគូគាត់ដល់ចាស់អឺដល់យូអង្វែងក៏មានដែរចាអញ្ចឹងគឺថាជីវិតគូគឺយើងមើលអត់ឃើញទេអឺដូចថានិស័យមនុស្សម្នាក់គូម្នាក់ហ៎បងចាតែមកថាចាក់ស្រេះដូចបងនៅក្មេងអញ្ចឹងមកប្រហែលយល់ពីរឿងអូយបញ្ហាស្នេហាជីវិតបានអត់ដែរយល់ហ្មងបងអត់យល់ថាស៊ីជំរឿនហ្នឹងស្គាល់ជាតិហ្មងអត់ដែរស្គាល់ជាតិអត់ស្គាល់ជាតិទេចាំស្គាល់ណាចាំស្គាល់មែនតើគាត់មិនតចាំមកទស្សនិកជនយើងនឹងទៅស្ដាប់បន្តិចនៅខាងក្រៅជាបន្តទៀតទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញចាសួស្ដីបងស្រីចាសុខសប្បាយជាទេសុខសប្បាយបងហើយមកមើលកូនមែនចាមកម៉ាអ្នកហ្នឹងឯងហ៎ចាចាអូខេចាហើយមានឈ្មោះអីដែរអូនឈ្មោះលីតាចាហើយបងគឺឈ្មោះប៉ាពីមកពីកម្មវិធីនីឡាមបរោះប្រធានបទថ្ងៃនេះបងចង់ដឹងថាបើសិនជាណាយើងមានសង្សារហើយក៏ប៉ុន្តែយើងសមាជិកនេះកាជាមួយនឹងសង្សារថ្មីតើទស្សនៈនេះអូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរវាសំហេតុសំផលឬក៏អូនចូលចិត្តដែរទេបើសិនអាប៉ែនឹងវាសង្សារចាស់អត់អីទេតែបើមានសង្សារតែរៀបការមួយអាមួយទៀតអត់ត្រូវអាមួយទៀតអត់ត្រូវមកអត់ត្រូវចាំបើសិនជាអូនឧទាហរណ៍ជាអូនវិញសង្សារចាស់ហ្នឹងអត់ឆ្លាញ់នេះយូរហើយប៉ុន្តែក៏អត់ព្រមចូលស្អីតដឹងអូនទេដល់ពេលគាត់សង្សារថ្មីគេចូលមកគេព្រមចូលតដឹងអូនអូអាហ្នឹងយកអាថ្មីយកអ្ហាចាយកអត់មានហាក់ផលច្រើនទេអត់ដោយសារមកចឹងអូនតាមប្រពៃណីបើឆ្លាញ់គ្នាយូរអត់មកចូលដឹងតែបានកៅរងចាំពីហួសពេលមែនទេចាអូអញ្ចឹងគេថាអូននឹងសមាជិកយកអ្នកថ្មីហើយដោយសារអីគាត់បាទគាត់ឆ្លៃខ្ញុំគាត់ហ៊ានចូលទៅដាក់យើងព្រៀងក៏មករងចាំយូរអូកាឡាច្រើនយូរអត់ចាអាមែនតាអូចាអញ្ចឹងបងសេះគាត់ជានារីក្លាហានហើយការសម្រេចខ្ពស់មែនតែនអរគុណចានអូនជឿនបើសំណាងល្អចាហើយជាពិសេសគេថាអូនគឺគាត់នឹងសម្រេចរៀបការជាមួយនឹងមិនថាគាត់ឬក៏សតីទូទៅគាត់នឹងឲ្យការសរសើរលើកទឹកឋានហេតុដូចគាត់សង្សារថ្មីហ៊ានចូលទៅដណ្ដឹងសង្សារចាស់មិនហ៊ានចូលចាអរគុណចានឥឡូវជួបជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភារជាបន្តទៀតដូចតទៅចាចាសសួស្តីបងចាសសុខសប្បាយទេបងបាទសុខសប្បាយទេមកម្នាក់ឯងណាបាទមកម្នាក់ឯងចាសសង្សារតណាយសង្សារបាយចូលបាយនេះខ្ញុំមកពីកម្មវិធីសន្យាបរិយគឺថាមានចាំងសួរមួយបងថាបើសិនជាបងបាយជាមួយសង្សារចាស់ហើយណាហើយបងជួបជាមួយសង្សារថ្មីតើបងសម្រាប់ចិត្តៀបការជាមួយគេទេបើសិនជាគាត់បងរួមរស់នៅជាមួយគេបានសុខហើយបាទបើសិននាងយល់ចិត្តខ្ញុំហើយស្រឡាញ់ខ្ញុំដោយស្មោះអបដួងចិត្តហើយខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយគាត់ហើយបើនឹងផ្ដល់សុភមង្គលឲ្យគាត់បើសិនជាគាត់ស្មោះស្ម័គ្រជាមួយយើងចាប់សង្សារចាស់បងតែម្បាយគ្នានឹងមិនក៏បល់ស្ដាយគេចឹងបាទដោយសារបងឈឺចាប់ពេកហ៎ដោយសារយើងឈឺចាប់ពេកហើយណាមួយគាត់អត់យល់ចិត្តយើងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមានអាសុំផ្លូវសុំបាយគ្នាទៅចាំបើសិនបញ្ជូនអ្នកថ្មីបងនឹងសម្រាប់ធ្វើការជាមួយគេបាទបើសិនអ្នកថ្មីគេយល់ចិត្តយល់ថ្លើមយើងហើយយើងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកយកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងយើងអាចរៀបការជាមួយគ្នាបានចាំបងកត់អតីតកាលរបស់យើងទេអតីតកាលធម្មតាបើសិនមានអ្នកថ្មីអតីតកាលយើងចោលក៏រលឹកទៀតបើសិនរលឹកទៀតនាំឈឺចាប់ទេខ្ញុំឃើញបងស្អាតពេកខ្ញុំចង់និយាយថាញោមមាត់និយាយទេចង់ត្រូវខ្ញុំនៅ single ដែរណាចាអរគុណចាបងប្រុសចាដល់ជាយបល់ជាមតិខ្លះខ្លះនៅក្នុងកម្មវិធីយើងហើយក៏សូមជូនពរបងប្រុសជួបតែសំណាងល្អជាពិសេសជួបនៅគូស្នាដល់តចជុំហើយស្វីតជាមួយគ្នាផងណាចាអរគុណចាចាគណៈពេលនេះគេថាពីកម្មវិធីយើងសូមជួបជាមួយនៅកិច្ចសន្ទនាជាបន្តទៀតដូចតទៅចា